nhằm kịp thời động viên chia sẻ một phần khó khăn đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Công an huyện Cam Lộ đã tổ chức tặng quà Tết cho bà con nhân dân bản Chùa, xã Cam Tuyền. Trong đợt này, công an huyện đã tặng 99 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân ở bản Chùa, mỗi suất trị giá hơn 300.000 đồng. Ngoài ra, công an huyện tặng lợn thịt để bà con tổ chức đón Tết, tặng nhiều bánh kẹo cho trẻ em của bản. Tổng giá trị của các suất quà hơn 30 triệu đồng. Đây là những phần quà do công an huyện vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị quyên góp. Được biết, bản Chùa hiện có 99 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu, do chủ yếu bám vào rẫy nương, trình độ sản xuất hạn chế nên cuộc sống của bà con Vân Kiều nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Với sự hỗ trợ này, phần nào giúp bà con dân bản đón Tết vui tươi, đầm ấm.